Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 1 tháng 5 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Al-Qaeda tuyên bố tiếp tục cuộc chiến ác liệt chống Mỹ ngay khi ông Biden lệnh rút quân khỏi Afghanistan. Ông Trump bật mí về vị phó tướng tiềm năng có thể cùng tái tranh cử năm 2024. Hai lãnh đạo Mỹ Hàn sắp gặp mặt ở Nhà Trắng để bàn về Trung Quốc Triều Tiên. Trong khi đó, hàng loạt diễn biến căng thẳng đổ ra khắp châu Á. Bố Anh giải thích vì sao Đài Loan là nơi nguy hiểm nhất thế giới Trung Quốc phát hiện nhiều ca mắc biến chủng virus Ấn Độ giữa kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5. Ấn Độ tăng kỷ lục ca nhiễm mới, Mỹ khuyến cáo công dân về nước ngay lập tức. Người Campuchia thiếu ăn, chật vật tìm lương thực giữa lệnh phong tỏa. Đụng độ khiến hàng chục người thương vong ở biên giới hai nước liên xâu cũ. Quân đội Myanmar tuyên bố ngừng bắn dù mới vừa nã rocket ác liệt ở bang Karen. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin ngày 1 tháng 5 của FBNC. lễ này đánh dấu 10 năm sự kiện Osama Bin Laden, kẻ đứng sau vụ tấn công rúng động ngày 11 tháng 9, bị lực lượng đặc nhiệm siêu của Mỹ tiêu diệt. Hiện nay, cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan của Mỹ đã bước vào giai đoạn mới, khi Tổng thống Joe Biden ra lệnh rút lính Mỹ khỏi Afghanistan nhân dịp 20 năm vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên, lực lượng Al-Qaeda khẳng định cuộc chiến những phần tử cực đoan với Mỹ còn lâu mới kết thúc. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN, hai thành viên nhóm lãnh đạo Al-Qaeda nói rằng chiến tranh chống mỹ sẽ tiếp tục ác liệt trừ khi người mỹ bị trục xuất khỏi tất cả các phần còn lại của thế giới hồi giáo trong quá khứ al qaeda hiếm khi phản hồi các câu hỏi của truyền thông thay vào đó chọn cách ẩn mình và tập trung vào các chính sách tuyên truyền bí mật cố gắng tránh xa mọi sự giám sát chưa rõ vì sao nhóm cực đoan này lại thay đổi cách tiếp cận và có cuộc phỏng vấn với cnn Chuyên gia phân tích Paul Grossat nhận định, có thể Al-Qaeda đang phấn chấn vì quyết định rút quân khỏi Afghanistan của chính quyền ông Biden, hoặc có thể tổ chức vũ trang này đang né tránh sự chú ý của dư luận về các tổng thất gần đây và muốn dùng những câu chuyện khác để đánh lạc hướng. <laughs> tổng thống Joe Biden ngày 29 tháng 4 vừa có bài phát biểu ở bang Georgia, đánh dấu 100 ngày tài nhiệm, Tuy nhiên khi ông Biden vừa cất lời thì đã bị một nhóm biểu tình cắt ngang, họ kêu gọi tổng thống dỡ bỏ các trại giam người nhập cư bất hợp pháp. Nhiều người hét lên: "Hãy chấm dứt giam giữ người nhập cư ngay lập tức, hoặc là gia đình của chúng tôi đang chết dần chết mòn trong tù." Đám đông còn cho biết họ đã bỏ phiếu cho ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Tổng thống Biden ngay lập tức đáp lại: "Tôi đồng ý, tôi đang làm việc đó, hãy cho tôi 5 ngày nữa." Không nên có nhà tù tư nhân. Trích lời ông Biden nói thêm: không rõ liệu ông Biden có đang thật sự chuẩn bị hành động về vấn đề này hay không. Tuy nhiên, một tuần sau khi nhậm chức, ông đã ký lệnh chỉ đạo Bộ Tư pháp chấm dứt sự phụ thuộc vào các nhà tù tư nhân. Dẫu vậy, nhiều người dân vẫn liên tục thúc ép ông dỡ bỏ các trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp ở nước này. Những người biểu tình cuối cùng đã được đưa ra khỏi buổi phát biểu ở Bangoria. Tiểu bang này có ý nghe đặc biệt đối với Tổng thống Biden, trong cuộc bầu cử thêm tại bang này vào tháng 1, hai thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đã chiến thắng, giúp đảng ông chiếm đa số trong thượng viện. Nhờ đó, ông Biden có thể thông qua nhiều hạng mục trong chương trình nghị sự của mình. Cựu Tổng thống Donald Trump gần đây gửi đi nhiều tín hiệu về khả năng tái tranh cử. Ông cho biết, mình có thể chọn thống đốc bang Florida, Ron DeSantis, làm người liên danh nếu quyết định chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Trump khẳng định trên đài Fox hôm 29 tháng 4 rằng, Ron là một người bạn của tôi, tôi ủng hộ Ron và sau khi tôi xác nhận, Ron sẽ cất cánh như một tàu vũ trụ được phóng bằng tên lửa. Anh ấy đã hoàn thành tốt vai trò thống đốc, chắc chắn Ron sẽ được cân nhắc, đó là một người tuyệt vời. Ông Trump vẫn chưa tuyên bố dứt khoát về việc liệu ông có tranh cử tổng thống Mỹ một lần nữa hay không. Ông chỉ tiết lộ đang dành 100% tâm trí để cân nhắc điều đó. Văn phòng của thống đốc bang Florida hiện không phản hồi với đề nghị bình luận về tuyên bố của ông Trump. Tuy nhiên, ông Ron là nhân vật mà nhiều đảng viên Cộng hòa cho rằng có thể là ứng viên tổng thống tiềm năng trong năm 2024 nếu ông Trump không tái tranh cử. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến sẽ có cuộc gặp mặt với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào ngày 21 tháng 5. Phát ngôn viên Nhà Trắng Trey Sparky cho hay, Tổng thống Joe Biden mong muốn được làm việc với Tổng thống Moon Jae-in để tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh và mở rộng hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in sẽ làm sâu sắc quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc nói chung, cũng như làm quan hệ sâu rộng và sâu sắc giữa các chính phủ, người dân và nền kinh tế của hai nước. Ông Moon Jae-in sẽ là nhà lãnh đạo thế giới thứ hai tới thăm Nhà Trắng kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1. Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ hôm 16 tháng 4. Các cuộc gặp của ông Biden với nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiếp tục tập trung vào chính sách đối ngoại nhằm kiềm chế Trung Quốc. Hồi tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đứng đầu lầu năm gốc Lloyd Austin đã đến thăm Seoul để tái khẳng định sự đoàn kết của hai nước nhằm đối phó với Triều Tiên, cũng như tham vọng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. Mặt khác, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với truyền thông Mỹ, Tổng thống Moon Jae-in cũng kêu gọi Tổng thống Joe Biden mở lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng về việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tạp chí uy tín The Economist của Anh mới đây cho rằng, Đài Loan chính là nơi nguy hiểm nhất thế giới. Trang bìa số mới của tạp chí này cho thấy đảo Đài Loan nằm giữa tâm điểm của màn hình radar, với hai thế lực bao vây trái phải là siêu cường Mỹ và Trung Quốc kể từ khi cựu tổng thống Mỹ Harry Truman tuyên bố Washington sẽ bảo vệ Đài Loan khỏi cuộc tấn công của Trung Quốc ngay sau chiến tranh Triều Tiên nổ ra năm 1950. Sự hiện diện của quân đội Mỹ luôn có ý nghĩa răng đe Bắc Kinh, kiềm chế một cuộc xung đột toàn diện nổ ra giữa hai bờ eo biển. Tuy nhiên, theo tạp chí The Economist, sức mạnh răng đe của Mỹ đã suy yếu đáng kể khi Trung Quốc có hàng thập kỷ để hiện đại hóa quân đội và tích trữ kho vũ khí hùng mạnh. Một kế hoạch tăng cường sức mạnh hải quân trong 25 năm của Bắc Kinh đã đạt được thành công. Hiện giờ, hải quân Trung Quốc có đến 360 tàu chiến, vượt qua con số 297 tàu của Mỹ. Gần đây, giọng điệu của Bắc Kinh khi nói về Đài Loan đã cho thấy thái độ thiếu kiên nhẫn, một phần vì sự sụp đổ của mô hình một quốc gia hai chế độ ở Hồng Kông trong vòng 2 năm qua, một phần vì sự ác cảm tăng lên của người Đài Loan đối với Trung Quốc. Trước tình hình đó, Bắc Kinh có thể nhận thấy rằng việc xác nhập hòn đảo này một cách hòa bình là điều bất khả thi, và có thể dùng đến vũ lực vốn được luật pháp Trung Quốc cho phép. Trong một buổi điều trần ở thượng viện vào tháng 3 năm nay, đô đốc Phil Davidson chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc có thể tiến đánh Đài Loan chỉ trong 6 năm nữa. Theo tướng Davidson, các chiến hạm máy bay và rocket mới của Trung Quốc thể hiện tham vọng muốn thay thế Mỹ, trở thành siêu cường dẫn dắt toàn cầu. Tuy nhiên, tạp chí The Economist cũng chia sẻ một góc nhìn khác, đó là chiến tranh giữa Trung Quốc với Đài Loan chưa có dấu hiệu bùng nổ ngay lúc này. Theo phân tích về phát ngôn của các quan chức Mỹ Trung, tạp chí Anh nhận thấy, Trung Quốc không thay đổi quan điểm về Đài Loan, nhưng cũng không sử dụng ngôn từ cho thấy áp lực bức bối muốn thâu tóm hòn đảo ngay lập tức tạp chí anh còn viết một số học giả tin rằng chính quyền của ông biden sẽ tham gia nếu bất kỳ cuộc chiến nào nổ ra ở đài loan điều này có thể khiến trung quốc thêm kích động và tập trung hỏa lực tấn công quân đội trung quốc gần đây tăng cường điều máy bay xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của đài loan đó dường như là một bài kiểm tra phản ứng của chính quyền tổng thống biden đồng thời trung quốc còn muốn tăng cường sức ép tối đa vì biết rằng đài loan sẽ kiềm chế không muốn nổ súng tuyên chiến trước Trung Quốc vừa phát hiện một số ca nhiễm biến chủng virus corona từ ấn độ, giữa lúc người dân xứ Trung thực hiện hàng trăm triệu chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5. Đại diện Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc hôm 29 tháng 4 cho biết, chúng tôi đã tìm thấy biến chủng ấn độ trong số ca nhiễm covid-19 nhập cảnh tại một số thành phố ở Trung Quốc. Công chúng đang rất quan tâm và lo lắng. Tình hình đột biến tại ấn độ giống lên hồi chuông cảnh báo rằng yêu cầu kiềm chế covid-19 còn lâu mới chấm dứt, theo báo Sao China Morning Post. Cơ quan y tế Trung Quốc chưa công bố cụ thể có bao nhiêu ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh liên quan đến biến chủng B1.617. Trong khi đó, phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ông Mễ Phong cho biết, nước này ghi nhận 364 người nhập cảnh nhiễm Covid-19 trong tháng 4, tăng 20% so với tháng trước. Tổ chức Y tế Thế giới về WHO hôm 28 tháng 4 cho biết, biến chủng virus lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ hồi tháng 10 năm ngoái đã lan đến ít nhất là 17 quốc gia. Giới khoa học đang cố gắng xác định biến chủng này có phải nguyên nhân gây ra sóng thần COVID-19 tại Ấn Độ vài tuần gần đây hay không. Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, với hơn 18,7 triệu ca nhiễm và hơn 208.000 người chết, trong đó số ca nhiễm mới mỗi ngày vượt mốc 300.000 trường hợp. Lo ngại về biến chủng nCoV từ Ấn Độ xuất hiện trong bối cảnh người dân Trung Quốc chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, nhân dịp quốc tế lao động, 265 triệu chuyến du lịch dự kiến diễn ra trên khắp đất nước, gần tương đương con số vào cùng kỳ năm 2019 khi COVID-19 chưa bùng phát. Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo công dân nước này nên rời khỏi Ấn Độ càng sớm càng tốt. Trong thông cáo hôm 29 tháng 4, Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết, Công dân Mỹ được khuyến nghị không nên đến Ấn Độ hoặc nên rời đi ngay khi có thể. Những ai muốn rời khỏi Ấn Độ nên tận dụng các lựa chọn di chuyển thương mại sẵn có hiện nay. Thông cáo viết thêm, nhiều ca mắc mới và tử vong do COVID-19 đã tăng mạnh trên khắp Ấn Độ ở mức kỷ lục. Các cơ sở hạ tầng xét nghiệm COVID-19 được cho là bị hạn chế ở nhiều nơi. Các báo cáo cho thấy, nhiều bệnh viện luôn gặp phải tình trạng thiếu thống thuốc men, oxy y tế và giường cho bệnh nhân. Một số công dân Mỹ cho biết họ bị từ chối cho nhập viện do thiếu giường. Ấn Độ hôm 30 tháng 4 tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới, có hơn 386.000 ca nhiễm Covid-19 và gần 3.500 ca tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Tình hình dịch bệnh thảm khốc ở quốc gia này đang khiến cả thế giới hết sức lo ngại. Trong một diễn biến khác về dịch COVID-19 ở Ấn Độ, Mỹ đang tăng cường viện trợ cho quốc gia Nam Á này nhằm giúp New Delhi giải quyết vấn đề thiếu oxy chữa trị cho bệnh nhân nguy kịch vì COVID-19. Theo AFP, máy bay quân sự đầu tiên của Mỹ đã chở đầy hàng viện trợ khẩn cấp, trong đó có gần 1 triệu que xét nghiệm nhanh và 100.000 khẩu trang N95 đã đến New Delhi vào sáng 30 tháng 4. Ông Jeremy Conedic, giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm COVID-19 tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ cho biết, ưu tiên đầu tiên là nỗ lực đáp ứng một số nhu cầu trước mắt để giải quyết những thách thức cấp bách mà các bệnh viện ấn độ đang gặp phải mỹ đang đàm phán với ấn độ về việc xác định cách mở rộng chuỗi cung ứng oxy bao gồm phát triển các công nghệ chuyển đổi oxy cấp công nghiệp để sử dụng trong y tế và cải thiện cách thức vận chuyển oxy trong nước mỹ cũng cam kết hỗ trợ ấn độ vaccine nhưng theo mỹ tiêm phòng là một biện pháp không khả thi giữa lúc quốc gia nam á đang đối mặt với số ca nhiễm ngày càng tăng lên chóng mặt Campuchia hôm 30 tháng 4 ghi nhận thêm 880 ca nhiễm COVID-19, mức tăng cao nhất từ trước đến nay, và 3 ca tử vong. Quốc gia này hiện có hơn 12.600 ca nhiễm và 91 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh nghiêm trọng buộc giới chức Campuchia mở rộng các vùng đỏ, tức là khu vực siết chặt hạn chế nghiêm ngặt nhất. Tại vùng đỏ, người dân không được rời khỏi nhà hoặc thực hiện hoạt động bên ngoài nơi ở, chỉ được ra khỏi nhà vì lý do y tế hoặc một số trường hợp khẩn cấp. Thông đốc Nam Ben Khương Rịp hồi giữa tuần ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh trong vùng đỏ, kể cả mua bán đồ ăn nhằm kiểm soát đa lây nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, việc siết chặt phong tỏa đã khiến nhiều người dân bức xúc, nhiều hộ gia đình gặp quá nhiều khó khăn khi muốn mua thức ăn. Vào tối ngày 29 tháng 4, hàng trăm người tại một vùng đỏ đã tụ tập phản đối lệnh phong tỏa. Họ chất vấn, chúng tôi đang chết đói, tại sao chỗ khác được phát thực phẩm của chúng tôi thì không? Vụ tụ tập bắt đầu khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 4 ở khu vực Pen, thuộc quận Men Chay, nơi có chủ yếu cư dân là công nhân nhà máy. Họ mang theo biểu ngữ và yêu cầu chính quyền cung cấp thêm thực phẩm và những thứ thiết yếu khác sau hai tuần bị phong tỏa theo kiểu nội bất xuất ngoài bất nhập. Trước tình trạng thiếu lương thực đang có dấu hiệu trầm trọng hơn, Bộ Thương mại Campuchia cho biết đã triển khai chợ online và tám xe thực phẩm, thành lập 25 cửa hàng tại 11 địa điểm ở vùng đỏ để bán lương thực thiết yếu cho người dân. Bộ trưởng Thương mại Campuchia Ban Sorasat khẳng định cơ quan này liên tục theo dõi giá cả để đảm bảo hàng hóa không bị đòi giá. Từ đêm 28 tháng 4, người dân hai nước Trung Á Kyrgyzstan và Tajikistan đã ẩu đả tại khu vực biên giới trước khi lực lượng an ninh hai bên nổ súng gây ra thương vong. Ẩu đả xảy ra do tranh chấp một chạm bơm và hồ trữ nước được cả hai bên tuyên bố chủ quyền. Người dân hai phía ném đá vào nhau trước khi xung đột leo thang, khiến các đơn vị biên phòng và quân đội được huy động hôm 29 tháng 4. Đây là cuộc đụng độ căng thẳng nhất giữa hai nước suốt nhiều năm qua. Bộ Y tế Kyrgyzstan hôm nay cho biết đã có ít nhất là 13 người thiệt mạng và 121 người bị thương, trong đó hai người trong tình trạng nguy kịch. Bộ ngoại giao nước này thông báo hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ chiều ngày 29 tháng 4 và đang rút lực lượng về căn cứ. Trong khi đó, Tajikistan xác nhận lệnh ngừng bắn vào sáng 30 tháng 4, cho biết hai nước đạt thỏa thuận chung nhằm chấm dứt xung đột vũ trang, rút binh sĩ và trang thiết bị quân sự về căn cứ đóng quân thường trực, thêm rằng 3 người thiệt mạng và 31 người bị thương. Biên giới hai nước Trung Á được thiết lập từ thời Liên Xô và chưa phân định rõ ràng, dẫn đến nhiều cuộc xung đột quy mô nhỏ. Hai nước đều có căn cứ quân sự của Nga và duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow. Quân đội Myanmar hay còn gọi là Tatmadaw vào hôm 30 tháng 4 đã đơn phương thông báo một lệnh ngừng bắn mới. Thông cáo của quân đội cho biết, Tatmadaw sẽ tiếp tục ngừng tất cả các hoạt động quân sự từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021 trên toàn quốc. Thông cáo cho biết thêm, các bên cần nỗ lực khôi phục nền hòa bình lâu dài thông qua đàm phán. Trước đó, quân đội Myanmar cũng đưa ra lệnh ngừng bắn có hiệu lực đến ngày 30 tháng 4, nhưng song song đó vẫn thực hiện không kích ở bang Karen ở miền Đông. Tiến hành nhiều cuộc giao tranh ác liệt với nhóm vũ trang ở bang Chim ở miền Bắc, cũng như xả súng gây thương vong đối với người biểu tình ở hàng loạt thành phố và thị trấn trên cả nước. Theo Tổ chức Nhân quyền AIPB, đến nay đã có ít nhất là 759 người Myanmar bị lực lượng an ninh bắn tử vong khi tham gia biểu tình. Ngoài ra, có gần 3.500 người đã bị bắt giữ buộc hầu tòa hoặc đã bị kết án nghiêm trọng bao gồm tử hình. Ngày 29 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp ông Yossi Cohen, giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad, cùng với đại sứ Israel tại Washington. Trong cuộc gặp, các quan chức Israel bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động hạt nhân của Iran. Cũng ngày 29 tháng 4, Bộ trưởng tình báo Israel Eli Cohen cảnh báo một thỏa thuận tội trong vấn đề hạt nhân Iran sẽ đẩy khu vực vào một vòng xoáy chiến tranh. Bộ trưởng Cohen nêu rõ, Israel sẽ không cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân. Iran không có nơi nào an toàn. Máy bay của chúng tôi có thể vươn tới bất cứ nơi nào ở Trung Đông, chắc chắn có cả Iran. Tuyên bố của ông Cohen được xem là một tin xấu đối với cuộc đàm phán nhằm đối lại hòa bình hạt nhân Iran đang diễn ra tại Vienna, Áo giữa Iran và các nước phương Tây liên quan đến cuộc đàm phán này phía israel cũng kêu gọi bổ sung các điều khoản nhằm hạn chế khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của iran trong khi phía tehran tuyên bố điều kiện tiên quyết là mỹ sẽ phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và iran không chấp nhận bất kỳ hình thức áp đặt nào trong đàm phán Sputnik News mới đây chia sẻ video cho thấy sự cố tên lửa hành trình tầm xa Caliber. Sự cố diễn ra trong đợt thử nghiệm vũ khí của tàu hộ vệ đô đốc Shabobnikov trên biển Nhật Bản hồi đầu tháng. Đợt thử nghiệm là lần đầu tiên chiến hạm này phóng tên lửa Caliber từ sau quá trình hiện đại hóa toàn diện, trong đó gồm trang bị hệ thống phóng thẳng đứng, trong video, tên lửa Caliber gặp sự cố chưa đầy một giây sau khi rời ống phóng. quả đạn lộn nhiều vòng trên không, lực ly tâm quá lớn khiến tầng đẩy sơ tóc tách rời khỏi thân tên lửa trước thời hạn. Cả hai tiếp tục xoay vòng rồi rơi xuống biển, cách không xa tàu hộ vệ. Tầng đẩy sơ tóc tiếp tục hoạt động trên biển cho đến khi dùng hết nhiên liệu, tàu hộ vệ và tàu quan sát phía sau không bị ảnh hưởng. Sự cố dường như không cản trở đợt thử nghiệm, bởi vì hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga hôm 6 tháng 4 thông báo, tàu đô đốc Sabernikov phóng thành công tên lửa Kaliber, dựng mục tiêu tàu chiến và mục tiêu mặt đất ở khoảng cách lần lượt là 100 và 1.000 km. Thông qua ảnh chụp X-quang, khoa học vừa phát hiện xác ướp Ai Cập mang thai đầu tiên trên thế giới. Xác ướp 2 năm tuổi này được bảo quản tại bảo tàng Warsaw, Ba Lan. Các chuyên gia thuộc dự án xác ướp Warsaw cho rằng người phụ nữ này khoảng 20 đến 30 tuổi và đang mang thai 26 đến 30 tuần. Đây là xác ướp có chứa thai nhi đầu tiên trên thế giới và khiến các nhà khoa học rất bất ngờ bởi vì theo chữ tượng hình trên quan tài, xác ướp ban đầu được cho là của một thầy tế nam sống trong khoảng thời gian từ thế kỷ 1 trước công nguyên. Các chuyên gia tin rằng có thể xác ướp thực tế còn cổ xưa hơn như vậy. Họ đang tìm hiểu những khả năng dẫn đến cái chết. Xác ướp chưa được mở ra nhưng ảnh chụp cho thấy người phụ nữ này có tóc xoăn dài đến vai. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.